thiện nam tử ta nhớ quá khứ vô lượng kiếp ở trong vô lượng đời ở chỗ các đức phật nhiều như số cát 36 sông hằng như vậy đều thờ phụng cung kính cúng dường nghe pháp thọ trì tịnh tu phạm hạnh Quá đây về trước, chỗ biết trí huệ của Phật chẳng phải ta có thể dò được. Thiện Nam Tử, Bồ Tát ban đầu phát tâm không có số lượng, vì đầy khắp tất cả Pháp giới, môn đại bi của Bồ Tát không có số lượng, vì vào khắp tất cả thế gian, môn đại nguyện của Bồ Tát không có số lượng, vì rốt giáo mười phương Pháp giới, môn đại từ của Bồ Tát không có số lượng, vì trùng khắp tất cả chúng sinh. Sự tu hành của Bồ Tát không có số lượng, vì tu tập trong tất cả cõi tất cả kiếp sức tam muội của bồ tát không có số lượng vì khiến bồ tát đạo bất thối sức tổng trì của bồ tát không có số lượng vì hay trì tất cả thế gian sức trí quang của bồ tát không có số lượng vì khắp chứng nhập vào ba đời sức thần thông của bồ tát không có số lượng vì khắp hiện tất cả lưới cõi sức biện tài của bồ tát không có số lượng vì một âm tất cả đều hiểu thân thanh tịnh của bồ tát không có số lượng vì đều khắp tất cả cõi phật Thiện tài đồng tử nói, Đức Thánh, bao lâu nữa Ngài sẽ chứng an nậu đa la tam miệu tam bồ đề? Đáp rằng, thiện nam tử, Bồ Tát chẳng phải vì giáo hóa điều phục một chúng sinh mà phát tâm bồ đề, chẳng phải vì giáo hóa điều phục trăm chúng sinh mà phát tâm bồ đề, cho đến chẳng phải vì giáo hóa điều phục bất khả thuyết, bất khả thuyết, chuyển chúng sinh mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì giáo hóa chúng sinh một thế giới mà phát tâm bồ đề, cho đến chẳng phải vì giáo hóa bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển thế giới chúng sinh mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì giáo hóa thế giới chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi diêm phù đề mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì giáo hóa thế giới chúng sinh nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới mà phát tâm bồ đề.